đây. Không biết là đang ngắm anh nào thôi, không để ý. Đông, bạn ấy quăng trường đậu không? Bà thấy quảng trường hả? Đi một mình là sao? Quảng trường đông hả? Thấy rồi. Bây giờ mới thấy. Bây giờ mới thấy mới cười nhỉ. Còn vừa nãy là không biết. Từ trong vào đến ngoài. Bây giờ có đi không đi được. Hà đi muộn một tí thì đi ra đường to rồi về đi. Bây giờ đi chen cũng không đi được. Mình vội, mình có vội đâu. Mình có đi cũng đi được mà. Đường này nó đông rồi, người ta đi bộ còn không đi được nữa. Còn mình đi xe máy. Đòi đi làm sao? Dạ. Đúng rồi. Thời tiết bây giờ nó nóng rồi, trưa rồi chẳng thế. Trưa này thời tiết nóng khá là nhiều luôn. Đồng. Từ trong nhà thờ còn đi lại còn chán. Có phải thấy các cha ở lại bên kia à? Mấy mà mình mang mũ đi xe nóng ngồi ở giữa đây thì có mặt nắng vỡ mặt. Cái nhà này cổ vết đây, nhà này từ xây từ 1927 đây nhỉ. Nhà này có vẻ cổ vết đây, 1927 đây. Tình yêu khắp nơi vầy vềm lắm. Mình đâu có vội đâu đúng không? Đấy, bây giờ trong này nó giãn người rồi. Ngóc ngách nọ ngóc ngách kia đâu, thì cứ phải dần dần. Đúng rồi. Anh em đang xem trực tiếp video trên kênh YouTube Đạo Công Giáo nhé. Quay tại vì nó không rung hay là nó hỏng. Off. Nhạc có máy bây giờ phải kiếm cái nhạc khác cho nó rõ, nhạc này ấy quá. Không, với lại đông người thường thường nó hay bị nghẽn. Nó nghẽn nặng nhiều chứ, đông như này làm sao chịu được. Ai biết. Vẫn chưa hết người, cái sức nóng ở đây rất là đông. Không thể nào tưởng tượng nổi luôn nhỉ. Năm phút nữa mà không còn ai ngay, có gì đâu mà. Có công an, béo đấy. Bây giờ có đi lạ phải từ đây thì cũng chẳng đi nhanh được. Mẹ về chưa? Hoạt vẫn chưa ra kìa. Ha ha ha.
Ơ thì mẹ đợi cho vậy chắc mẹ ngồi ngoài không vào trong chỗ quảng trường rồi. Chắc chưa đi. Giờ ăn bé. Đúng rồi, đến đi lễ này là lễ xong là cứ phải đánh chém xong mới về được cơ. Ăn bún vậy. Bún vậy biết được cái gì bây giờ? Ăn tạm vậy nhưng biết là sao được bây giờ. Lúc đó cũng vậy đi sao? Đội thông chiên đánh hay thật. Thông chiên đánh rất hay luôn. Ở Phú Nhai. Mũ cửa. Con biết con thấy hội thông chiên này. Con quay video này mà. Con nghe quay là với cháu này. Công chiếc mà đánh được cái bài gì mà một kèm vẫn hay thổi đây, cái bài về nơi đây đúng không? Cái bài như lịch đánh chúng con về nơi đây em thì đẹp thì cả đấy. Công chiếc mà đánh được cái bếp thì cần cái gì mua rồi. Không. Ngồi ghế này ở đâu? Ngồi ghế hay là cậu ghế đúng không? Có một ghế không? Đúng rồi. Tôi ngồi bên gần chị Tam Đoàn, chị bên ngồi Tam Đoàn. Ôi, chưa rồi nhưng giờ thấy ai thích về. Ở xa thì họ về lâu hơn là mình đi thẳng đi 10 phút về nhà, nên là không bị dừng vội nhỉ, đúng không? Yêu thương có người. Về vừa nãy đang quay tồn đề hiện của nhớ không còn một cái gì luôn nên chụp ảnh cái trà đi của nhớ nhưng tại căn bản cái bộ nhớ nó không có nhiều nên là đang quay bị hết thật. Cắm cái thẻ 32GB nhưng mà vẫn không đủ. À, về sau cắm thêm cái thẻ 64GB nữa vẫn hết. Tại vì quay chất lượng cao nên là nó nhanh hết lắm. Quay mỗi cái video mười mấy phút thì mà gần 10GB. Quay xe ơi. Yêu thương các người. Xin chào. Đây. Bà ở đây. Ai? Không biết là mọi người xem là có ông bà cha chú bác kia trong video này không nhỉ? Yêu thương khắp nơi. Dạ vâng. Dừng chơi ra cho. Ở đây con bắt. Ôi trời ơi. Ninja, ninja. Ninja, ninja. Ôi. Kéo nữa người cho mình về nha. Mình đi dạo và về nhà.
tại vì đường này trục chính. Thời tiết nắng buổi trưa là nắng và cái đoạn đường ngoài kia cơ, còn đâu mà chen được, đâu mà đi được. Hà đứng ở đây râm, đứng ở đây râm gần hơi sướng hơn là la kia chen chúc nhau không đi được. Chắc cần là các cần các cha chụp với các cha với nệ ấy ví vậy. Vương cung thánh đường Thú Nhai hẹn gặp lại vào dịp Noel. Noel ở đây không biết đẹp không nhỉ, tại vì chưa lên, tại vì chưa lên nên là chưa biết được. Đéo lắm này chứ. Đâu? Ờ, cũng giống trống nhỉ. Với thành siêu nhân này. Chào tất cả mọi người, mình là Tuấn Channel nè. Đấy là đéo không? Không, cái này nó tự cân máy à anh? Không, mất tiền thì nó phải tự cân chứ. À, đi nhờ. Anh đứng sang về giao nhận về này. Mất tiền mà nó còn không cần nữa thì cần mất tiền là gì? Hết rồi. Thấy bạn nói nhưng mà không thấy nói đâu. Thấy bạn nói nhưng không thấy nói đâu. Ngoài kia tắc nghẽn thì nó trong đây là thưa thôi, nhưng ngoài kia mình đi ra thì nó lại tắc, cũng chẳng đi được. Phun bộ nhớ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.